không? Nó còn là một cái nhãn gì? Không. Quay ơi, tớ cho cậu này. Tớ cảm ơn cậu nhá. Tên của tớ là Nguyên Anh. Lần sau cậu đừng gọi tớ là voi nữa nhá. Ừ, tớ vẫn thấy Hạnh Anh gọi cậu là voi mà. Đấy là tên thân mật tình cảm của tớ. Chỉ có Hạnh Anh mới được gọi thôi. Cũng giống như tớ gọi Hạnh Anh là Happy. Thôi, tớ đi ra chiếc kẹo cho Happy này. Happy ơi! Ơi! Happy! Tớ có kẹo cho cậu này. Cậu một cái, tớ hai cái. Sao cậu ăn tham thế? Cậu chẳng chưa cho cậu cái nào luôn à? Thank you. Yo. À, mà hôm nay mẹ cậu đi làm rồi. Thế thì đỡ phải đau đầu về chuyện tiền nữa nhở? Mẹ tớ lúc nào chẳng đau đầu về tiền, nhưng bây giờ tớ lại đau đầu về chuyện khác rồi. Lại chuyện gì nữa? Tớ muốn có em mẹ để chơi cùng. Mặt na lúc mình cũng có em, mua tớ với cậu không có. Ừ nhở. Thì phê mình sẽ bảo mẹ, cái gì mẹ tớ cũng mua được hết mà. Bố mẹ cậu phải để em bé chứ, mua làm sao được. Thật đó. Ừ, bà Phượng nói phải có cả bố và mẹ mới tạo ra em bé được. Mà nhà tớ làm gì có ông bố nào đâu. Thì nhà cậu có mẹ Hạnh rồi. Tớ chỉ cần mượn bố khô của tớ là được rồi. Để thì phê mình sẽ hỏi bố xem làm cách nào để có em bé nhá. Cậu phải hỏi anh Lê nhá. Tổng của em bé đi chơi cùng, chơi một mình chán lắm. Thôi được rồi, thì về mình sẽ ở bố nhá. Ok, ok. Ăn tiếp đi. Vô cái nào? Vô. Bánh mì sữa bố để ngăn ngoài. Khi nào đói, voi nhớ mang ra ăn nhá. Vâng ạ. Happy. Chào chào chú ạ, à. Tới chào voi nhá. Happy đây à, con ăn sáng chưa? Mẹ đưa con đi ăn sáng rồi ạ. Hôm nay tớ đưa bố tớ đưa đi học nha. À, để tớ hỏi bố xem chuyện em bé của cậu nhá. Cái gì bố tớ cũng biết hết. Rồi, chuyện em bé là sao? Chú ơi, cháu muốn hỏi làm cách nào để tạo ra em bé. Cháu muốn có em bé để chơi cùng nhưng mẹ cháu không đồng ý. Ngày xưa bố mẹ tạo ra con như nào đấy? Bố nói cho Happy đi, để Happy còn tìm bố cho em bé nữa. À, ngày xưa để tạo ra con là bố mẹ phải đùa với lửa đấy. Đùa với lửa là kiểu gì hả chú? Đây là chuyện của người lớn. Khi nào mà hai con lớn lên thì bố sẽ kể cho hai con nghe, rõ chưa? Vâng ạ. Giờ thì vào lớp, muộn rồi đấy. Vâng, cái nhà bố. Chiều mẹ đón nhá. Vâng ạ. Cái nhà chào bố chú ạ.